Em tên là, xin chào, và mình là Bích Nga. Quý vị thân mến, dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn ở Tân Á ngày càng nhiều. Và quý vị đừng quên, với dịch vụ này thì Tân Á đảm bảo với 3 tiêu chí: đúng tiến độ, đúng báo giá và đúng chất lượng. Và hôm nay, nhà đẹp Tân Á sẽ dẫn các bạn đến tham quan một căn biệt thự nghỉ dưỡng được Tân Á thiết kế và thi công trọn gói. Và căn biệt thự này chỉ hoàn thiện trong vòng 7 tháng thôi, nhưng đây là một căn biệt thự vạn người mê. Và sau đây hãy cùng Bích Nga khám phá các bạn nhé. Ưu điểm lớn nhất của một ngôi nhà được thiết kế thi công trọn gói đó chính là tính đồng bộ, thể hiện ở kiến trúc, phối cảnh, phối màu, nội thất. Về kiến trúc tổng thể, vì là ngôi biệt thự này sẽ được đại gia đình anh Dũng, chị Văn sử dụng chủ yếu để nghỉ dưỡng, nên đội ngũ kiến trúc sư Tân Á đã tư vấn cho gia đình anh chị lựa chọn lối kiến trúc hiện đại 2 tầng hệ mái Nhật với diện tích hơn 200m² trên một sàn, mang lại cảm giác thông thoáng và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Để hoàn thiện công trình này là sự đóng góp từ tất cả các bộ phận bao gồm kiến trúc sư kiến trúc, nội thất, đội ngũ khảo sát, chuyên gia phong thủy, thợ thi công nội, ngoại thất, đội ngũ giám sát công trình. Về phương án phối màu tổng thể, chúng tôi chọn màu trắng là màu sắc chủ đạo, điểm nhấn là những chi tiết bằng đá tự nhiên, gạch xà đá, sơn xà đá, kết hợp với đó là hệ mái Nhật, giật cấp màu ghi xanh. Phương án thu lôi và thoát nước trên mái cũng được đội ngũ kiến trúc sư Tân Á tính toán tỉ mỉ. Nước trên mái sẽ được thu ở cuối phần mái bằng hệ thống ống nước chạy dài xung quanh mái, bao trọn ngôi nhà và được sơn cùng màu với tông màu của hệ mái. Một trong những điểm nổi bật của hình thức biệt thự nghỉ dưỡng là hệ thống kiến trúc hỗ trợ bao gồm sân vườn, tiểu cảnh trang trí. Chúng ta cùng nhau tham quan khu vực này trước nhé. Tiểu cảnh sân vườn được bố trí cân đối cả hai phía của công trình. Phía bên phải của quý vị là kiến trúc non bộ và hồ cá koi, còn bên trái là hệ thống cây xanh. Đây là phần Nga cực kỳ yêu thích bởi cảm giác dễ chịu, thoải mái, sơn thủy hữu tình đúng không ạ? Đây cũng chính là xu hướng thiết kế hiện nay, đưa yếu tố thiên nhiên sân vườn, vừa thiết kế thêm xanh, thêm mềm mại, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của gia chủ. Tiến sâu vào phần sảnh chính, chúng ta đã cảm nhận được sự đồ sộ hoành tráng và vững chãi của ngôi nhà. Ngôi nhà không có nhiều phào chỉ hay đắp vẽ cầu kỳ như các dinh thự lâu đài, ngôi nhà nổi bật với sự phối hợp giữa màu sắc và vật liệu. Chủ nhà rất ưa thích với vẻ đẹp của đá tự nhiên nên nhà đẹp Tân Á chúng tôi đã lựa chọn các phương án đá như đá trẻ tự nhiên, đá mài bóng và đá tự nhiên nguyên khối. Tất cả tạo nên sự đồng nhất và hài hòa mà chỉ có những căn nhà thiết kế và thi công trọn gói mới có thể có được. Đối với căn biệt thự này, chúng tôi đã cân nhắc và lựa chọn những vật liệu phù hợp nhất. Hệ cửa chính sử dụng gỗ lim nam phi nguyên tấm, mang lại giá trị thẩm mỹ cũng như tuổi thọ cao. Bước vào ngôi nhà là một phần sảnh chờ, cũng chính là không gian đệm trước khi chúng ta di chuyển qua các phòng. Công năng tầng 1 sẽ bao gồm một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ khép kín, một phòng karaoke và một nhà vệ sinh chung. Và bật mí thêm với quý vị khán giả, đó chính là ngôi nhà này được thiết kế và thi công trọn gói bởi xưởng sản xuất nội thất Tân Á. Tân Á chính là một trong những công ty sở hữu xưởng sản xuất mang thương hiệu của riêng mình. Và chính vì điều đó, thiết kế nội thất trở nên dễ dàng hơn và giúp tối ưu công năng sử dụng phù hợp với từng gia chủ và đặc biệt là giúp quý khách hàng có thể tiết kiệm tối ưu chi phí cho quý khách hàng. Và khu vực này chính là khu vực phòng khách của gia đình. Một lần nữa chúng ta lại bắt gặp những chi tiết đá trang trí thể hiện sự đồng bộ đến từng thiết kế và trọn gói của nội thất Tân Á. Một điều Bích Nga rất là ấn tượng ở khu vực này đó chính là không gian thông tầng. Giải pháp thông tầng thì giúp cho không gian được mở rộng vô tận và giúp sự kết nối giữa tầng 1 và tầng 2. Và đặc biệt để thêm sự thu hút thì chúng tôi đã thiết kế thêm hệ thống đèn chung. Ngoài việc cung cấp ánh sáng thì đó là một trang trí rất là đắt giá và đẹp mắt. Và phòng khách này thì có diện tích lên đến 60m² và có quá nhiều điều mà Bích Nga muốn chia sẻ. Ví dụ như là bộ bàn ghế bằng da cao cấp kết hợp với bộ bàn đá nguyên khối hoặc là tủ rượu với hệ thống đèn LED cảm ứng được thiết kế rất là trang trọng và tinh tế. Để phục vụ mục đích nghỉ dưỡng, đội ngũ kiến trúc sư đã thiết kế một phòng karaoke để gia đình và bạn bè có thể thư giãn. Và quý vị biết không, về chất lượng bao gồm chất lượng vật liệu, cách âm, nội thất đều tương đương với một phòng karaoke tiêu chuẩn 5 sao bên ngoài rồi đấy ạ. Công trình này của chúng ta thì có tổng cộng là 5 phòng ngủ và đây là phòng ngủ của bố mẹ anh Dũng. Dựa trên thói quen sinh hoạt và mong muốn về tính an toàn cho người sử dụng, chúng tôi bố trí phòng ngủ ở tầng 1 để ông bà dễ dàng di chuyển cũng như có khu vực vệ sinh khép kín ngay trong phòng. Phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi, được ốp bằng gạch chống trơn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Còn bây giờ hãy cùng Bích Nga tham quan khu vực mà Bích Nga rất là háo hức, đó là khu vực phòng bếp của gia đình. Khu vực phòng bếp của gia đình theo như đội ngũ kiến trúc sư Tân Á chia sẻ thì ngôi nhà được thiết kế có hai điểm tâm đắc, đó chính là phương án lấy sáng và phương án sử dụng các thiết bị hiện đại. Và phòng bếp này là một khu vực rất là rõ nét khi các bạn đã nhìn thấy. Phòng bếp với không gian ánh sáng, với hệ thống cửa bằng kính cường lực kết hợp với rèm cửa giúp cho không gian luôn được thoáng đãng và giúp cho không khí gia đình luôn được đầm ấm và hạnh phúc. Và quý vị hãy đừng quên follow kênh Nhà đẹp Tân Á để Bích Nga có thể chia sẻ thêm nội thất cho quý vị nhé. Ở tầng 1, chúng ta còn có khu vực vệ sinh chung bố trí đối diện với cầu thang. Một phòng vệ sinh cực kỳ tiện nghi, gồm đầy đủ các thiết bị vệ sinh cao cấp nhất hiện nay, bao gồm cả bồn tắm có chế độ sục massage. Tất cả những chi tiết nội thất thiết bị này đều được Tân Á tư vấn và cung cấp quý vị ạ. Chân cầu thang cũng được tận dụng làm các ngăn tủ kính như thế này, vừa tối ưu công năng sử dụng, vừa trở thành chi tiết trang trí đẹp mắt.
Và như Nga đã chia sẻ, có hai điểm ấn tượng nhất trong công trình này, đó chính là phương án lấy sáng tự nhiên và ứng dụng công nghệ thông minh. Ngay vị trí cầu thang này, chúng ta sẽ được trải nghiệm hệ thống cảm biến đèn, đèn sẽ sáng theo mỗi bước chân của Nga. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Khu vực tầng 2 của gia đình được đội ngũ kiến trúc sư Tân Á thiết kế gồm có 4 phòng ngủ đều có vệ sinh khép kín. Đặc biệt, khu vực ban công tầng 2 được thiết kế rất là rộng rãi để giúp tất cả các thành viên trong gia đình có khoảng không gian thư giãn cũng như là hóng gió và hóng mát. Quý vị vừa được tham quan căn biệt thự nghỉ dưỡng được Tân Á thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Dũng, chị Văn tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy vui lòng liên hệ hotline 0949 992 666. Tân Á, chuẩn từng đường nét.